Hello Hà My. Hello cô. Ok, hôm nay cô về quê xong rồi bị mất điện. Cô đang phải dạy ông 3G, thế nên là để ấy mạng, nên cô để cho mạng nó khỏe, cô sẽ không bật camera nhá. Với bật thì cũng tối lắm, nên bật tối on. Ok. Hôm trước thì mình đã ôn tập xong ba cái kỹ năng là nghe, đọc hiểu và nói rồi. Thì cô dặn một chút là về cố gắng nhá, nếu được thì có thể xem lại cái bài nói của cô, cái bài nói ôn tập nói, sau đó là tự thực hành lại. Đã rõ cho mi? Vâng. Ok, very good. Ok, đợi cô một chút để cô chỉnh lại cái PowerPoint này đã. Có nhìn thấy PowerPoint màn hình của cô chưa? Rồi. Đợi cô một chút. Ok, nào, mình sẽ bắt đầu học luôn nhá. Được rồi đấy. Now, we come to unit 17, our hobbies. Con có thể nói cho cô biết our hobbies có nghĩa là gì không? Sở thích okay. Our là gì? Dịch cho đầy đủ. Our là của chúng ta. Mai là của tôi thì our là của chúng ta. Vậy thì our hobbies có nghĩa là gì? Sở thích của chúng ta. Đúng rồi. Ok, sở thích của chúng ta dịch nó phải dịch đầy đủ nhá. Được chưa nào? Ok, bây giờ trả lời câu hỏi cho cô. So what are your hobbies? What are your hobbies? Is what? Me. Drawing. Is drawing. Okay, very good. Her hobby is drawing. Okay. Now, we come to vocabulary, phần từ vựng nhá. Hầu như là các từ này mình đều học rồi. Đọc theo nhá. Ok, đọc này. Boat. Boat. Âm T cuối, cố gắng đọc cho nó đúng nhá, phát âm cho nó đúng. Boat có nghĩa là gì? Chính xác, tiếp tục này. Sun. Sun. Có nghĩa là gì? Nắng. Sai rồi. Sun này là nắng. Sunny mới là có nắng chứ. Sun này là mặt trời. Ghi vào đi. Bây giờ vẫn còn nhầm lẫn thế này. Sun là mặt trời nhá. Nó là danh từ có nghĩa là mặt trời. Sun. Và lưu ý cho cô những cái vật thể mà có duy nhất trên đời, ví dụ như là mặt trời này, trái đất này, hay mặt trăng này, thì sẽ sử dụng mạo từ the nhá. Ok, tiếp tục này. Hat Hat. Hat. là gì? Mũ. Tiếp theo, beach Beach. là Beach. gì? Biển. Chính Bãi xác. biển. Tiếp tục này. Nào cho cô. Carry Carry. Carry. có nghĩa là gì? Mang. Chính xác. Tiếp tục. Draw Draw. là gì? Vẽ. Wave. Chính xác. Tiếp tục. Wave Wave. Wave. là gì? Sóng biển. Sóng. Động từ là vẫy, danh từ là sóng nhá. Được chưa? Nhớ vẫy là vẫy tay ấy. Được chưa? Còn danh từ là sóng. Tiếp tục này. Parachute. 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 Ok, cô đọc nhầm trọng âm đấy. Đọc lại này. Parachute. 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 Ok, parachute có nghĩa là gì nhỉ? Nội dung. Parachute. Ở đây là, đúng rồi, nhảy dù. Chính xác. Ok. Có cần ghi từ parachute này không? Biết từ này chưa? Con cái gì ạ? Ok.
Ok, very good. Đọc lại này. Carry. Carry. Draw. Draw. Wave. Wave. Parachute. Parachute. Very good. Tiếp tục. Ok, so talk about your hobbies. Hãy nói về những cái sở thích của con nhé. So what do you do with your family at the weekend? Dịch câu hỏi. Go eat. Hả? We go We go eat là gì? Tôi đi ăn là sử dụng we go eat á hả? Trời ơi. Ô, tại sao lại sử dụng từ đấy được nhỉ? Tại sao lại có cái từ là go eat được? Một câu nó chỉ có một động từ thường thôi chứ. Mà sao một câu này lại có hai động từ thường thế này? Lưu ý cho cô này, mình không thể nào mà tạo câu bằng cách là ghép tiếng Việt sang tiếng Anh đâu nhá. Kỹ năng đặt câu của Hà My đang hơi yếu thôi nhá. Chúng tôi đi ăn ngoài đúng không? Đúng không? Chúng ta sẽ có từ này, eat out, ăn ngoài. Đi vào vở cho cô từ này. Vậy thì mình sẽ phải trả lời như thế nào? We. Ở đây là không nên dùng we. Nó hỏi về con cơ mà. Con cùng với gia đình. Thì trả lời là I often eat out with my family at the weekend. Dựa vào câu hỏi mà trả lời có gì khó đâu. Mà sao trả lời là I go eat out một cái câu như thế. Viết ngay vào vở từ eat out. Con xem. Okay. So what do you do with your friends after school? Play Dựa vào câu hỏi mà trả lời. I play hide and seek with my friend. Chính xác. I play hide and seek with my friends. Toàn không đọc âm cuối thôi. Tiếp tục này. So what do you like doing on holiday? I like travel. I like travel. Like cộng với động từ như thế nào? Chết thật. Kéo camera thấp xuống. Like cộng với động từ như thế nào? Sao like cộng với verb nguyên thể à? Nghĩ. Trả lời cô. Ô. Con đang nghịch cái gì trên máy tính đấy? Không mở tab khác trong lúc đang học đâu nha. Ghi vào vở, like to verb hoặc verb in. Trước khi ghi vào vở thì trả lời lại câu này đã. Trả lời lại đi. Like gì con? Travel gì? To verb hoặc là verb in cô đã ghi cho trò ở trên màn hình rồi đấy. Sao lại vẫn I like travel đấy? Hôm nay học kiểu gì đây? Kéo camera thấp xuống nào. Thấp hẳn xuống nhanh. Trả lời lại. Travel. You like to travel? Ok. Nói to lên. Nhưng mà cái câu này nó hơi tối nghĩa đấy. Tại sao ở đây là con thích làm gì khi đi nghỉ mát, khi ở kỳ nghỉ, đi du lịch? Cũng được, cũng được. Ok, ghi cái like to verb hoặc like verb in vào. Lần sau mà nói cái câu sai, cái câu mà cứ like trong động từ thường thì cho chép lại nhá, chép lại 10 lần luôn. Cô đã bảo là dựa vào câu hỏi mà trả lời. Like rõ ràng người ta sử dụng mà like verb in, còn lại mình lại cứ like xong rồi like travel cơ chứ. Ra một sự sai rất là cơ bản.
Không. Ok, tiếp tục này. Ok. So, what do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Like playing game on computer. Okay, you're playing games on the computer in your free time, in my free time. Very good. Okay, now. Bài này thì cô phải chuẩn bị một chút nhé. Ok, được rồi. Nào, chúng ta đến với bài nghe này. Bài nghe này thì cô sẽ đọc để cho và con sẽ nối. Đã rõ chưa hả My? Ok. Now, listen to the teacher and draw lines. Ok, so are you ready? Are you ready? Ok. Now, I took this picture when I was on holiday. Some of the people are my friends and family. Can you see the man with the boat? The one who's wearing a purple t-shirt. That's my cousin Charlie. One, my friend Sally is very clever. She's writing a new song. She's sitting on the beach. Two. Look at my mom. Her name is Mary. She took a picnic to the beach that day. It was very sunny because there were no clouds in the sky. Mom wore her favorite sun hat. Three, and there's my friend Peter over there between the two rocks. He's drawing a plane in the sand. Four, the waves in the sea aren't big today. Julia's happy. Look, she's got her feet in the water and she's wearing her new yellow shorts. Five. Isn't my grandfather part red? He's waving to the people on the beach. He's 70 now, but he loves jumping out of the plane. Ok, có cần nghe lại không? Không đúng không? Chữ bài nhá. Chính xác. Đúng. Ok. Cô đọc. Bài này giống cái bài cũ của con, cái bài con làm cô giáo cũ. Thế cô giáo cũ của con làm sao thế? Cô giáo cũ của con bị nhảy giáo trình à? Con thế nhưng con cũng làm bài này rồi. Vớ vẩn nhỉ? Ok, chán cô giáo cũ quá. Tiếp tục này, bài tiếp theo. Write the words under the picture. The first letter is as to help you. Nghĩa là cô giáo cũ của con cứ kiểu thỉnh thoảng chọn mấy bài từ các giáo trình khác nhau để dạy đấy. Nào, phần B nhá. Chọn từ, viết từ ở dưới những cái bức tranh. Từ đầu tiên thì sẽ giúp con nghĩa là gì? Con sẽ dựa vào bức tranh để điền viết cái từ vựng nói đúng về miêu tả đúng về cái bức tranh đó và người ta sẽ đưa cho con các cái từ đầu tiên của một chữ cái đầu tiên của một từ là gợi ý, có hiểu không Hà My? Làm sao nào? Làm nhanh.
Con sông. Ok, very good. Câu chữ bài nhá. Câu số 2, ice skating, chính xác. Comics, comics thiếu S nhá. Số nhiều Rồi. ta? DVD cũng cũng thiếu S nhá. Có hai thể. Ô. Piano, chính xác. Swimming, chính xác rồi. Laptop, chính xác. Table tennis, chính xác rồi. Nào đọc từ nhá. Hockey. Okay. Ice skating. DVDs. Comics. DVDs, a piano, A piano. swimming, Women. a laptop, A laptop. table tennis. Table tennis. Very good. Ok. Lưu ý về số ít số nhiều nhá. Được chưa? Tiếp tục này. Choose the correct words from B and write them on the lines. Bài tập này đó chính là chọn từ đúng ở phần B để điền vào các cái câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì các cái câu này là miêu tả định nghĩa về một trong những cái đồ vật lúc nãy. Và con sẽ phải xem là câu nào thì nó định nghĩa về đồ vật nào. Có hiểu không Hà My? Ừ, làm cho cô nào. Con sông. Ok, very good. Now, ice skating, chính xác. Swimming, chính xác. Comics, chính xác. A piano. Mạo từ ơ đâu? Không về không. Ơ. Câu số 5 đi thi thế là sai nhỉ? DVDs, chính xác. Câu này sai, câu 6 sai. People hit a small ball that bounces in this game. Bounce ở đây có nảy lên, có nghĩa là nó nảy nảy lên ấy. Nảy lên, được chưa? Vậy thì mọi người đánh một cái quả bóng nhỏ và làm nó nảy lên trong cái trò chơi này. Đâu phải hockey đâu. Hockey là khúc. Con không nhìn thấy cái chữ trên một trang nên con tưởng hockey không nhầm. It is table tennis. And seven is laptop. Chính xác. Ok. Bị sai mất một câu. Nào, tiếp tục. Now, choose the words from B and write the correct words to number 1 to 5. Bài này thì nó sẽ đổi cái hình thức làm một chút thôi. Là con sẽ chọn từ để điền vào chỗ trống. Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn. Ami có hiểu không con? Làm cho cô.
Con xong. Ok, câu chuyện bài nhá. Nào, câu số 1 chính xác. Asking. Oh, sai rồi. Lúc đầu con chắc chắn là laptop rồi nhưng con cảm giác không bị nhầm nên con xóa, con hiểu đi cái gì. Thế thì không biết nói gì hơn. Ok, con dịch là ra mà. He likes finding new apps and listening to music on his DVD or on his radio or laptops. Oh, câu này cô chấp nhận đáp án DVD của con cũng đúng nhá. Tại sao? Ở đây thì người ta muốn cái laptop, ở đây người ta chọn bởi vì là ví dụ anh người ta ý của người ta là anh ta thích tìm những cái ứng dụng mới và nghe nhạc trên đài radio hoặc là cái máy tính. Tuy nhiên thì nghe nhạc có thể nghe trên DVD được mà. Câu này chấp nhận đáp án DVD. Tiếp tục câu số 3. Đây thì sẽ phải đây thì chính xác phải là DVD. Bởi vì tại sao? You watch, ở đây comics là truyện tranh không xem được nhá. Watch ở đây là chỉ xem kiểu TV thôi ấy, TV tin tức. Được chưa? Xem truyền hình thì nó sẽ dùng từ watch, lại chỉ nhìn thấy mỗi cái tròn đầu thôi đấy mi ạ. Còn cái DVD, còn cái comics ở đây người ta sẽ phải dùng từ read, đọc truyện tranh, được chưa? Còn đã là xem thì chỉ có xem TV, xem hoạt hình, xem đĩa DVD vân vân thôi, không có xem. Không, đấy là tiếng Việt nhá. Nếu con dịch là xem truyện tranh thì đấy là tiếng Việt, được chưa? Watch này chỉ có watch TV hoặc Thế watch lúc đầu con đúng rồi, nên con lại xóa lại. Tiếp tục này, table tennis chính xác. Câu này thì phải là comics. Dan wants to draw the kind of pictures you sometimes see in comics. Ở đây cái mấu chốt là kinds of pictures là các cái loại tranh ảnh mà bạn thông thường thấy trên truyện tranh. Được chưa? Vẽ các loại tranh cơ mà. Loại tranh ảnh mà thường thấy trên truyện tranh mới, nó mới đúng, nó mới phù hợp với nghĩa nhá. Chưa? Nào, cô đọc bài này nhá. Claire is my younger sister. She loves her new tablet, but she likes doing sport like hockey outside more. She practices every Friday after school. Claire likes sunny weather, but last weekend it snowed and Claire went ice skating on the lake in the park with his friends.
Dan, my older brother doesn't like hot weather and enjoys being inside. He likes finding new apps and listening to music on his radio or laptop. Last Saturday, he watched two new DVDs at home with his friends. The only sport Dan plays is table tennis in our basement with his best friend Mark. When he's older, Dan wants to draw the kind of pictures you sometimes see in comics or on children's website. He's very good at that. Claire là em gái của tôi. Cô ấy rất là yêu thích cái máy tính bảng mới, nhưng mà cô ấy lại thích chơi những cái môn thể thao như là côn cầu ngoài trời hơn. Cô ấy luyện tập mỗi buổi. Friday là thứ mấy? Ok. Cô ấy luyện tập mỗi cái buổi thứ sáu sau giờ học. Claire rất là thích trời nắng, nhưng mà vào tuần trước trời thì lại có tuyết và Claire đã đi trượt tuyết trên hồ trong cái công viên cùng với người bạn cô ấy. Dan là anh trai của tôi thì lại không thích trời nóng và rất là thích ở trong nhà. Cô anh ấy rất là thích tìm những ứng dụng mới và nghe nhạc trên radio hoặc là máy tính của anh ta. Thứ bảy tuần trước thì anh ta đã xem hai cái đĩa DVD ở nhà cùng với bạn. Môn thể thao duy nhất mà Dan chơi đó chính là môn bóng bàn ở tầng trệt với người bạn tốt nhất của anh ta là Mark. Khi mà anh tôi lớn hơn thì Dan muốn vẽ những cái bức ảnh mà bạn thường thấy trong truyện tranh hoặc là trên những cái trang web của bọn trẻ con. Anh ta rất là giỏi vẽ. Được chưa? Nào, đọc cho cô nghe. Claire is my young sister. Ok, thôi She dừng lại loves đã. Từ từ đã. Không, nó lại bị ngắt của mình. Nào, con thoát ra và lại cho cô đã.